Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể quý vị đang xem bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2020 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Sáng nay gần 900 giới tử đại giới đàn Huệ Hưng nghiêm túc tham dự kỳ khảo thí. Nhiều hoạt động ngoại giao nhân kỷ niệm ngày sinh anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi. Hòa chung với không khí của ngày rằm tháng 8, nhiều tự viện trên cả nước đã tổ chức lễ đón Trung thu ấm áp vào tối qua. Từ 5 giờ sáng nay ngày 2 tháng 10, giới tử đã vân tập tuyển Phật trường Việt Nam Quốc tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, tham gia kỳ khảo thí bắt buộc của đại giới đàn Huệ Hưng Phật lịch 2564. Theo ban tổ chức, đại giới đàn Huệ Hưng có 874 giới tử cầu thọ giới pháp. Giới tử tham gia kỳ khảo thí tại hai địa điểm gồm 716 giới tử Bắc Tông Khất Sĩ thi tại tuyển Phật trường Việt Nam Quốc tự, quận 10 và 158 giới tử Nam Tông thi tại chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức. Tất cả giới tử đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban kiến đàn đã ban đạo từ, nhắc nhở toàn thể giới tử bình tĩnh để làm bài thi nghiêm túc, nêu cao chí nguyện cần cầu giới pháp để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng. Và tôi muốn nhắc nhở cho tất cả các cái tăng ni mà về thọ giới ở cái giới đàn Huệ Hưng này đó, là nên học những cái điểm này. Tức là tìm các bậc chân sư mà mình học cái kinh nghiệm tu hành, cũng như siêng năng đó, thực tập thiền quán, giữ được chánh niệm để mình có một cái kết nối vô hình đối với chư Phật ở trong mười phương. Mình sẽ biết được những cái việc mà bình thường không thể biết được. Trên cuộc đời này thì mình học với các vị cao tăng, mà trong thiền quán đó, thì mình có thể học được với các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. Giới tử tham gia kỳ khảo thí tại Việt Nam Quốc tự chia làm hai đợt. Đợt 1 gồm giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, đợt 2 là giới tử Sa Di, Thức Xoa Mana và Sa Di Ni. Đề thi giới tử của giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Thức Xoa Mana và Sa Di Ni gồm 40 câu hỏi và một bài luận, thời gian thi trong 90 phút. Kỳ khảo thí đã diễn ra nghiêm túc. Rất là hồi hộp cũng như là sung sướng, là mình thọ giới xong rồi mình được tất giới, rồi sau này mình được tu tập tinh tấn hơn. Khi vào khảo thí thì ở nhà chuẩn bị học bài nhiều lắm. Khi mình phát nguyện thọ giới thì mình phải giữ giới và phát nguyện ăn giữ nghiêm trì giới luật để hoằng dương chánh pháp, hóa độ quần sanh, để tuyên dương giáo pháp của Như Lai. Cảm thấy kỳ thi này vừa với năng lực của mình, không có quá nặng và cũng không có quá dễ. Theo ban tổ chức, tại đại giới đàn Huệ Hưng có 164 vị thọ giới Tỳ Kheo, 220 vị thọ giới Tỳ Kheo Ni, 128 vị thọ giới Sa Di, 166 vị thọ giới Thức Xoa Mana, 196 vị thọ giới Sa Di Ni. Sau kỳ khảo hạch, ban giám khảo bắt đầu chấm điểm từ chiều hôm nay. Các giới tử vượt qua kỳ khảo thí sẽ nhập 5 giới trường khác nhau vào ngày 12 tháng 10. Đại giới đàn Huệ Hưng chính thức khai mạc vào ngày 13 tháng 10 tại Việt Nam Quốc tự. Chiều nay ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 151 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, danh nhân nhà tư tưởng vĩ đại của Ấn Độ và thế giới. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến dự. Tại chương trình, toàn thể quan khách được theo dõi những câu chuyện về cuộc đời cũng như nhân cách lớn của Mahatma Gandhi, một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Là anh hùng dân tộc, người chỉ đạo phong trào của nhân dân Ấn Độ chống lại thực dân, Mahatma Gandhi được coi là người cha già, khai sinh ra nước Ấn Độ hiện đại. Tư tưởng của nhà Phật thì chúng ta cũng là chung sống hòa bình. Đấy, thì cái tư tưởng của ngài Mahatma Gandhi thì cũng là một cái mà đấu tranh bất bạo động để mà chống lại những cái đô hộ của nước ngoài để giành lại cái quyền độc lập tự do cho đất nước của Ấn Độ, để khỏi cái xiềng xích mà thực dân đế quốc đã cai trị. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã giới thiệu nếp sống văn hóa đặc sắc gắn liền với cuộc đời Gandhi như nghệ thuật dệt vải hay các tác phẩm thi ca, điện ảnh nói về ông.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải thưởng về cuộc thi tìm hiểu Mahatma Gandhi do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Cũng nhân dịp này tại thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Đông Phương Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và lãnh sự quán Ấn Độ đã phối hợp tổ chức buổi triển lãm tranh Cuộc đời Mahatma Gandhi. Tham dự buổi khai mạc có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm tranh Cuộc đời Mahatma Gandhi là một trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ. 50 bức tranh được chọn lọc từ những sự kiện quan trọng trong cuộc đời doanh nhân, nhà tư tưởng vĩ đại người Ấn Độ và thế giới đã được giới thiệu đến công chúng. Tham dự buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm hoan hỷ đối với việc tổ chức triển lãm. Dịp này, Hòa thượng cũng chia sẻ những tình cảm về cuộc đời, sự nghiệp của Mahatma Gandhi và tư tưởng Phật giáo trong phương pháp đấu tranh của Mahatma Gandhi. Thì rất là vui mừng, rất là hoan hỷ vì ôn lại một cái tư tưởng hết sức là quan trọng của người, đó là tư tưởng bất bạo động. Là nhờ cái tinh thần bất bạo động đó mà cái cuộc đấu tranh giành lại độc lập của Ấn Độ được thành công. Thì thầy thấy rằng là ở đây là cái tinh thần hết sức là cao quý. Và đối với Ấn giáo, đối với Phật giáo nói chung và tinh thần là các cái tôn giáo luôn luôn khuyến khích tất cả mọi người phải sống thực hành và cái tinh thần Ahimsa là bất hại, bất bạo động này. Triển lãm tranh về Mahatma Gandhi cũng sẽ được tổ chức tại nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 này. Trong ngày hôm qua mùng 1 tháng 10 cũng là đêm rằm tháng 8, ngày chính của mùa lễ hội Trung thu, hòa chung với không khí trên cả nước, nhiều tự viện đã tổ chức lễ đón Trung thu nhằm mang lại niềm vui cho các em nhỏ tại địa phương. Và sau đây là những ghi nhận của bản tin An Viên 24 giờ. Vào tối qua, ngay từ rất sớm, nhiều Phật tử và trẻ em đã đến các tự viện trên cả nước để tham dự lễ hội Trung thu mùa trăng tròn tháng 8. Tại đây, các em được hòa mình trong không gian đậm nét truyền thống của ngày Tết Trung thu với mâm ngũ quả, đèn ông sao, có bánh kẹo pháo cỗ, giao lưu với chú cuội, chị Hằng. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ vui tươi do các thanh niên Phật tử trẻ tại các chùa biểu diễn phục vụ. Đáng chú ý, một số chùa như chùa Minh Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh, Thiền viện Trúc Lâm An Giang đã chủ động giảm quy mô tổ chức so với các năm trước nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Còn tại Hà Nội, một số các nhóm Phật tử đã tổ chức những chuyến tự nguyện trao những xuất quà yêu thương hướng đến trẻ mồ côi nhằm khích lệ, động viên tinh thần các em. Phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều giá trị tinh thần, góp phần giúp các em đón Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Sau 3 tháng kiết hạ và tổ chức tu học theo luật Phật chế định, những ngày qua trường hạ tại một số tỉnh thành phía Bắc cử hành lễ tạ pháp tự tứ hậu an cư. Sau đây là ghi nhận tại Lào Cai và Hải Phòng. Ngày 30 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai đã trang nghiêm tổ chức lễ tự tứ kết thúc mùa an cư Phật lịch 2564 tại hạ trường chùa Cam Lộ, thành phố Lào Cai. Sau các nghi thức lễ Phật, lễ tổ, chư hành giả đã đối thú tự tứ trước đại tăng. Năm nay là năm thứ 3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức khóa an cư kết hạ tại chùa Cam Lộ với 41 hành giả tu học. Trong 3 tháng qua, hạ trường đã thuyết giảng xuyên suốt bộ kinh tứ thập nhị chương. Cùng thời gian này, trường hạ cơ sở 3 Tổ đình Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng cũng cử hành nghi thức tác pháp tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, tấn tu đạo nghiệp. Tại buổi lễ, chư hành giả đã lễ Phật, chúc tán tâm bảo, hộ pháp và thực hiện pháp yết ma, đối thú tự tứ. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, trong những ngày này, một số tự viện trên địa bàn tỉnh đang tích cực cho các đội ghe ngò tập luyện nhằm chuẩn bị cho lễ hội Ốc Âm Bóc truyền thống của đồng bào Khmer, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Lễ hội Ốc Âm Bóc đua ghe ngò là lễ hội truyền thống mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào người Khmer. Trước ngày hội, các tự viện Phật giáo phải dành hơn một tháng để tuyển chọn các tay chèo là những người khỏe mạnh trong các phung sóc, tập dượt sức dẻo dai, bơi đều nhịp mái chèo. Theo dự kiến, giải đua ghe ngò năm nay sẽ có khoảng 60 đội nam nữ trong và ngoài tỉnh tham dự, tranh tài ở hai cự ly truyền thống gồm 1.200m của nam và 1.000m dành cho nữ. Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 tại khán đài đường đua trên đoạn sông Mát Pero, thành phố Sóc Trăng.
Tiếp theo là các hoạt động từ thiện xã hội Phật giáo. Thưa quý vị, vừa qua Phật giáo một số địa phương đã khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho việc đi lại của người dân. Tại tỉnh Kiên Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn, thành phố Rạch Giá đã phối hợp với chính quyền địa phương khánh thành cầu giao thông nông thôn và phát quà 100 suất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Cầu có chiều dài 26m, ngang 3m với kinh phí trên 180 triệu đồng do các mạnh thường quân đóng góp. Còn tại Tiền Giang, cũng trong thời gian này, Hội từ thiện Từ Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao cầu nông thôn mang tên Từ Nguyên số 360 tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước. Với chiều dài 35m, rộng 2,8m và tải trọng 5 tấn, cầu có kinh phí xây dựng là 445 triệu đồng. Sau gần 20 năm thực hiện, đến nay Hội từ thiện Từ Nguyên đã bàn giao 400 cây cầu từ thiện ở nhiều địa phương khác nhau. Trong phần tiếp theo của bản tin, 27 cuốn sách được Hội đồng sách quốc gia lựa chọn để trao thưởng. Thừa Thiên Huế nỗ lực bảo tồn và gìn giữ áo dài Nam Ngũ Thân, di sản đang dần bị lãng quên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa là sẽ tròn 70 năm giải phóng tỉnh Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2020. 70 năm qua, phát huy tinh thần chiến thắng biên giới 1950, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, và sau đó là phát triển đất nước. Trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị về thăm tỉnh biên giới phía Bắc này để có thể thấy được sự đổi thay toàn diện, mạnh mẽ suốt 70 năm qua. Tháng 6 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới và Cao Bằng được chọn là chiến trường chính của chiến dịch. Đúng 6 giờ ngày 16 tháng 9 năm 1950, chiến dịch chính thức mở màn tại cứ điểm Đông Khê, thuộc huyện Thạch An và giành được thắng lợi vẻ vang. Sau đó, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn Cao Bằng vào ngày 3 tháng 10 năm 1950, làm chủ một vùng rộng lớn từ Cao Bằng đến Đình Lập. Chiến thắng Đông Khê không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà đã làm đập tan cái âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết của nhân dân Cao Bằng nói chung và nhân dân Thạch An nói riêng của thực dân Pháp. Và từ chiến thắng Đông Khê này thì nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng như là nhân dân huyện Thạch An đã luôn phát huy được cái tinh thần cách mạng cũng như là dòng lòng yêu nước của mình, góp phần để đưa nhân dân đưa cái quê hương Cao Bằng cũng như là quê hương Thạch An ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn. Sau 70 năm, Đông Khê vẫn còn đó những lô cốt tháp canh, nhà trại lính, hệ thống hầm ngầm như một chứng tích. Xung quanh, những hố bom đống đổ nát ngày nào giờ đây đã không còn tồn tại. Thay vào đó là nhà cửa khang trang, bệnh viện và quán xá tấp nập. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất của huyện Thạch An lại không phải vật chất mà là nhận thức, tư tưởng và đời sống tinh thần. Nhiều năm qua, địa phương luôn chú trọng, tập trung xây dựng và cải tạo các cơ sở giáo dục. Ngay cả ở huyện vùng sâu vùng xa, các em học sinh cũng được học trong những ngôi trường khang trang sạch đẹp, đi lại trên những con đường bê tông rộng mở. Qua đó, thế hệ thanh thiếu niên có thể yên tâm học tập để hướng đến tương lai. Năm gần đây thì báo cáo là cái tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đại học thì so với trước thì là tăng lên rất là nhiều. Người đã trước đây thì các anh biết đấy, trước đây học thì chỉ biết chữ, nhà bây giờ thì học thì là họ sẽ ý thức được là học lấy kiến thức, và bây giờ cũng một số cha mẹ là cũng rất quan tâm đến cái học của các con, cũng quan tâm như là đầu tư sách vở rồi là đầu tư nhiều thứ nữa để phục vụ cho cái việc học của con, và cái ý thức của các cháu học sinh bây giờ cũng rất là cao. Bây giờ như là trên địa bàn thị trấn thì là đang có 2 trường chuẩn quốc gia. Ông Nông Hải Dương, trú tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An, một cựu chiến binh từng kinh qua cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Con cái của ông đều được ăn học đầy đủ, còn bản thân lại có lương hưu. Vậy nên ở tuổi gần 80, người lính già này hàng ngày vui thú điền viên, làm vườn, trồng cây,
chẳng mấy khi phải lo nghĩ đến cơm áo, gạo tiền. Ông Dương kể, trước đây bản ông còn nghèo, dân trí thấp, người dân uống rượu thay cơm, chẳng lo nghĩ đến lao động và học tập. Giờ đây với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các cơ quan chức năng các cấp, tục uống rượu đã bỏ đi nhiều. Thay vào đó, mọi người chăm chỉ làm ăn, từ đó đời sống cứ thế đi lên. Bây giờ, từ lúc đổi mới cho đến bây giờ, thì cái làng Trục Ngã Đức Xuân thay đổi và tiến bộ làm về kinh tế thì phải nói là vượt bậc, phải gấp 4-50 lần. Có những nhà có ô tô như vậy có khoảng sân là đếm thôi. Một nhà, hai nhà, ba nhà, bốn nhà, năm nhà có ô tô. Với địa hình là thung lũng, mùa mưa nước ngập úng, cách đây nhiều năm, người dân xóm Tục Ngã này phải trèo đèo lội suối, mang vác vật tư sản xuất sang các thung lũng để canh tác. Giờ đây, đường bê tông được xây dựng đến tận những nhà cuối cùng trong bản, giúp người dân tăng gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đường xá cách đây như vậy là khoảng 10 năm thì được số 15 năm, được số 4 này chưa làm. Cái này thì đường đi lại rất khó, cho nên là vô cùng khó khăn. Nhưng mà đến giờ thì coi là tương đối là ổn định, cả đường xi măng nói chung đi lại giao lưu. Mà có cả mà ô tô thì thông thường cứ 2-3 tấn thì đi vào làng thoải mái. Ngày xưa thì ở đây làng này có khoảng 400-500 trâu bò. Nhưng mà dần dần qua quá trình tức là hiện đại hóa, cho nên là chủ yếu là đi vào con đường tức là sử dụng máy móc. Đến hôm nay thì có cả máy gặt nhỏ về đây, cho nên dân không phải là gặt hái, không phải là đi thu hoạch làm theo kiểu cổ như ngày xưa nữa. Cùng với sự phát triển của đời sống vật chất thì kèm theo đó, đời sống tinh thần của người dân Cao Bằng cũng ngày càng được cải thiện. Nhiều năm qua, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp, có ý nghĩa giáo dục và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Đặc biệt, địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác sưu tầm, khôi phục và bảo tồn, giữ gìn văn hóa vật thể, phi vật thể, những phong tục tập quán, đặc biệt là các trò chơi dân gian. Từ đó, phát huy văn hóa truyền thống đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Ngoài ra, phương diện tâm linh cũng đặc biệt được quan tâm. Nhiều tự viện được xây dựng ở vùng sâu vùng xa, hướng dẫn Phật tử tu tập và sinh hoạt có nề nếp hơn. Trong đó, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, cách thác Bản Dốc khoảng 500 mét. Đời sống về tâm linh tu tập của Cao Bằng nói chung và huyện Trùng Khánh nói riêng, từ năm 2014 là có chùa Bản Dốc đã đi vào hoạt động. Chốn tâm linh thì các Phật tử cũng có chốn để tu tập. Thì nói chung ở đây rất nhiều các dân tộc, nhưng mà họ cũng bỏ dần mọi thủ tục, họ cũng theo về chốn tâm về cửa Phật rất là nhiều. Thế rồi là khách của tứ phương cũng về chùa rất là nhiều. Thế thì các thanh niên, các cháu cũng nói chung là cũng hiểu biết Phật Pháp một số, nghĩa là từ khi có chùa đến giờ này tiến bộ lên nhiều. Khi thầy ra đây, thầy hướng dẫn bà con, thì thấy bà con, đời sống bà con rất là thân thiện, rất là hòa đồng và rất biết nghe, biết tu tập. Thì lúc đầu thầy về đây thì tối 14 và 30 thầy sám hối. Thì lúc đầu thì chỉ có 2-3 cô thôi. Từ từ thầy hướng dẫn bà con được về sớm làng kêu gọi rằm 14 về chùa lễ Phật sám hối tụng kinh, nghe thầy giảng. Thì từ đó thì bà con cứ truyền tai với nhau. Thì đến hôm nay là được gần 30 người rồi. Sau cái lễ sám hối thì thầy có đôi lời gửi đến Phật tử, hướng dẫn Phật tử tu tập về chùa ăn chay niệm Phật. Những chuyển biến đổi thay của Cao Bằng 70 năm qua đã khẳng định sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc nơi quê hương địa đầu của Tổ quốc. Trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, Cao Bằng tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, quyết tâm trở thành một vùng đất giàu đẹp, nghĩa tình, thực sự là phên rậu vững chắc nơi phía đông bắc của Tổ quốc.
Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã công bố thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai đã có đến 6 nghi lễ và loại hình nghệ thuật được công nhận trong quyết định này. 6 di sản vừa trở thành di sản văn hóa phi vật thể các quốc gia của Lào Cai, gồm nghệ thuật trang trí trên trang phục người Pa Dí và người Dao Đỏ, nghi lễ cúng dường của người Mông, nghi lễ mo thủ công bản của người Tày, lễ cúng dường của người Giấy và nghi lễ then khoăn của người Tày. Cùng với đó, một số nghề truyền thống như nghề làm muối ở Bạc Liêu, nghề làm nón lá xanh ngà ở Phú Thọ hay nghề làm bánh pía Sóc Trăng cũng đã được đưa vào danh sách bảo tồn. Ở lần công bố này, các di sản chủ yếu thuộc 5 loại hình gồm nghề thủ công truyền thống, lễ hội, nghề thuật trình diễn, tập quán xã hội và tín ngưỡng, chi thức dân gian. Như vậy, với lần công bố này, Việt Nam hiện có 137 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Giải thưởng sách quốc gia năm nay vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ trao giải thưởng vào trung tuần tháng 10. Đây là hoạt động thường niên của Hội xuất bản Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên giải thưởng sách quốc gia năm nay tổ chức muộn hơn gần 6 tháng so với 2 lần tổ chức trước đó. Tuy nhiên, giải thưởng lần thứ 3 lại đón nhận sự tham gia của 48 trên tổng số 59 nhà xuất bản trong cả nước, nhiều nhất trong các năm tổ chức. Hội đồng giải thưởng sách quốc gia đã lựa chọn được 27 cuốn sách để trao giải trên tổng số hơn 300 cuốn sách do các nhà xuất bản chọn lọc và gửi về tham dự. Trong đó có 3 giải A, 10 giải B và 14 giải C. Đáng chú ý, một giải A năm nay thuộc về sách thiếu nhi. Trong 2 lần giải thưởng được tổ chức trước đó, các giải A thường thuộc về các sách chính trị, kinh tế và khoa học kỹ thuật. Lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 3 năm 2020 sẽ diễn ra vào tối ngày 9 tháng 10 tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, áo dài là trang phục không còn xa lạ. Song áo dài nam thì có lẽ lại là câu chuyện rất mới với nhiều người, thậm chí có chút gì đó lạ lẫm. Vì vậy mà hồi đầu tháng 9 vừa qua, khi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phát động công chức mặc áo dài đi làm, kể cả nam giới, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của một bộ phận cư dân mạng và của những ai chưa hiểu về tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Áo dài không phải là trang phục dành riêng cho nữ giới như nhiều người lầm tưởng. Phát động công chức mặc áo dài đi làm một tháng một lần vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng. Ngay trong ngày đầu tiên, những hình ảnh như thế này của công chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nên là những trang phục truyền thống mặc trong những dịp lễ nghi truyền thống thì hơn, đây không phải là trang phục công sở. Mọi người nghĩ thế nào nếu mình phải mặc áo dài khăn đóng đi làm, đi lại thế nào? Có phải quan lại ngày xưa đâu mà mặc áo dài đội khăn đi làm? Em chỉ thích mặc áo dài dịp lễ Tết đi bát bộ ngắm cảnh. Nó không tạo sự gần gũi, cứ cổ hủ thế nào ý. Tôi nghĩ là những ý kiến đó có thể là trong nhất thời người ta chưa thích nghĩ đó. Hoặc là người ta ngồi nhận dựa chiếc ở da ngũ thân. Mà hiện nay cả bộ Sở Văn hóa đang mặc với chiếc áo da đen mà người ta cho là cổ lộ, người ta ngần ngại giữa trẻ của mình. Lật lại những nghiên cứu lịch sử, có thể thấy áo dài là trang phục không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người Việt xưa, đặc biệt là thời kỳ triều đại nhà Nguyễn ở Kinh Thành Huế. Không chỉ riêng tầng lớp quý tộc mà ngay cả người dân bình thường cũng đều sử dụng trang phục áo dài. Do đó, việc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của Huế phát động công chức mặc áo dài một tháng một lần còn là để mở đường cho dự án quảng bá Huế là kinh đô áo dài của Việt Nam. Tôi thấy cái áo ngũ thân nam mà Sở Văn hóa giới thiệu ra đó, diễn thức thể nghiệm đã được may một cách cẩn trọng, tôi cho là nó gần đúng với cái trang phục ngũ thân truyền thống ngày trước của Huế, của vùng đất kinh kỳ. Với nhiều người, có thể đây là lần đầu tiên họ biết đến áo dài nam trong đời sống hàng ngày. Còn trước đó, công chúng đang quen thuộc với hình ảnh chiếc áo dài nam gắn liền với các nhân vật phản diện trong các tác phẩm sân khấu và điện ảnh. Nhưng họ không hề biết đến bản chất của một chiếc áo dài ngũ thân, nó đẹp, nó hay như thế nào. Nó chứa đựng những cái vấn đề về văn hóa, vấn đề về thẩm mỹ ở đây. Ở đây chúng tôi, khi mà chúng tôi tiếp cận áo dài, chúng tôi mới vỡ lẽ rằng là chúng ta bỏ quên một di sản. Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc đến áo dài Việt, người ta thường nói nhiều về áo dài của phụ nữ, nhưng ít ai biết rằng áo dài nam còn ra đời trước cả áo dài nữ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, áo dài nam truyền thống đã không còn xuất hiện trong đời sống thường ngày. Bởi vậy, khôi phục tà áo dài nam
có thể xem là cách mà chúng ta đang nỗ lực gìn giữ cho một di sản đã bị lãng quên. Vẻ đẹp cổ kính của chủ thầy vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.